biệt, bộ ba mà mọi người rất là quan tâm, ST, Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc. Đấy, và cả ba xuất hiện đó thì tự nhiên mọi người cảm giác là cái tin đồn trước đó tình tay ba coi như là xích mích hay là có vấn đề gì đó, nó không tồn tại. Liệu có phải là một sự cố tình nữa không, để cho ngầm mọi người biết rằng là mối quan hệ của cả ba rất tốt? Ủa, tin đồn chỉ là tin đồn thôi. Và thật ra cái ba SC Lan Ngọc và Chi Dân đã chơi với nhau và cũng khẳng định là bạn từ rất là lâu rồi, và cũng đã lên khẳng định rất là nhiều rồi. Cho nên là cái chuyện mà tin đồn là ba người không có chơi hay là xích mích gì đó thì có thể là đây, mọi người có thể thấy trước đó mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, nhưng mà đây cũng là một cái lời khẳng định là chúng tôi vẫn là những người bạn rất là ok la đó. Nhưng mà thật ra nha, cái này là nói thật, là bởi vì bản thân Hoàng Thiên cũng đã từng đọc với rất nhiều những tiếp báo bảo rằng là ST cùng với Ninh Dương Lan Ngọc là như đây, kiểu giống như là tin đồn nghi vấn là bồ của nhau, để cứ hay có những cái bài như vậy, hoặc là người tình tin đồn của Ninh Dương Lan Ngọc để mở ngoặc ST. Tức là có cảm giác gần như người ta vẫn mong muốn gán ghép cái từ đó vào ST. Vậy thì liệu rằng có chăng người ta hoài nghi là hai người đang cố gắng làm những cái điều đó để hâm nóng tên tuổi cho nhau? Thật ra thì SC và Ngọc á, có một cái tính cách rất là giống nhau là không có thích nói về chuyện tình cảm cũng như là hay giấu kín chuyện tình cảm. Cho nên là SC với Ngọc mới chơi thân với nhau được tới mức này. Và ngoài ra thì thật ra là hai đứa cũng hay chia sẻ là hồi xưa ở một nơi đồng quê Bát Ngát, là hai đứa cũng hay chia sẻ là làm thân thiết với nhau, rồi cũng có gu hơi giống nhau á. Thì cho nên là sau này thì được mọi người ghép đôi rất là nhiều, thì SC nghĩ là cái chuyện ghép đôi đó là cái chuyện mà những khán giả yêu thương SC cũng như là Lan Ngọc, họ giúp mình và họ yêu thương mình, họ ghép đôi mình thôi. Còn nếu mà nói hâm nóng tình cảm thì cả hai đứa hâm nóng tên tuổi thì cả hai đứa đều không thích cái đi hướng đi đó. Cho nên là cái chuyện này thì SC nghĩ là chắc không có đâu, nhưng mà nếu mà có thì mọi người giúp Chelsea, chị Chelsea với inbox riêng là bây giờ mình phải làm sao để mà mình có thể hâm nóng hơn, tại vì thấy mình chưa có nóng lắm. Chưa nóng lắm đúng không? Rồi đó là cái cách trả lời của ST, và hy vọng rằng là mọi người chúng ta cũng sẽ sáng tỏ nhiều hơn nhé. Rồi bây giờ vẫn là Ninh Dương Lan Ngọc thôi, nhưng mà ở phạm trù khác, xuất hiện trong MV này với vai trò là độc rap. Và Ninh Dương Lan Ngọc thì nổi tiếng là phá hit của mọi người rồi, tức là tại sao không phải là một rapper chuyên nghiệp mà là Ninh Dương Lan Ngọc? Mọi người đã biết là rap bây giờ đang lên năm 2020, với những rất là nhiều sự kiện và rất là nhiều thay đổi thì rap đang lên đúng không? Thì mọi người thấy là SC đã mời một rapper đang lên, Ninh Dương Lan Ngọc, để có thể rap cho SC. Thật ra lúc đầu á là SC tự rap, sau đó là SC nói là ghê quá, mình rap ghê quá, xong rồi SC mới thấy là cái đoạn rap này rất là hợp với Lan Ngọc, thử ngỏ lời với Lan Ngọc thử xem sao. Ai ngờ Lan Ngọc đồng ý ngay, và Lan Ngọc đã làm cho tôi rất là bất ngờ, là Lan Ngọc làm một phát ăn ngay nha mọi người, một phát ăn ngay được đoạn rap đó luôn. Làm Lan Ngọc đã rap từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều là ăn ngay, và mình không có rap nhiều nha, chỉ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều thôi. 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều thôi. Nhưng mà ST có thuộc, nếu như nói như vậy thì ban đầu cái lời rap đó là của ST, và ST có thuộc không, có nhớ không? Thì nhớ chứ. Nhớ không? Thôi bây giờ mình rap lại một đoạn xem nào. Đó, ok. Chị hát nhảy nha. Okay. Ngoan như xin cơn nghiền, cầm tiền ra tới đi đường quyền. Mỗi người vui một kiểu khác, miễn có tiền là sướng như tiên. Tiền này mua xe mới, còn tiền này sắm nhà mới. Có làm thì mới có ăn, cành cụ lõi mua xe lăn. Như vậy đó mà từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều của Lan Ngọc. Thật ra mình đồn vậy thôi, chứ thật ra là tới 5 giờ thôi. Tới 5 giờ thôi. Rồi, khi nãy đó, sẵn tiện mình đang nhắc đến rap, và ST cũng có chia sẻ rằng là hiện tại bây giờ mọi người cũng thấy là rap, hip hop này cũng đang là một cái trend mới, và mọi người cũng đang có dấu hiệu với nhiều những cái chương trình đi lên như vậy. ST có nghĩ rằng là chúng ta cũng phải nên làm một cái sản phẩm gì đó nó thuần rap một chút? Thì là trúng tủ rồi, tại vì ST cũng là một người đam mê hip hop mà. Và hồi xưa BA cũng là training 365 là là theo dòng đó. Cho nên là suy nghĩ rằng là đây là gọi là được như cá gặp nước, rồi sau này SC sẽ ra những cái sản phẩm hip hop. Nhưng mà hy vọng rằng là mọi người khi mà SC ra thì mọi người nhớ ủng hộ, cũng được cái chê trách nhiều quá. Nhưng mà ST nếu mà có ra đấy, mình nói nếu mà có ra thôi ha, và được kết hợp với một cái phải rapper ra. Ok, phải ra, nhưng mà nếu có kết hợp với một rapper nào đó thì ST muốn kết hợp với ai? Um,
mình nói mình thích hip hop thôi, nhưng mà thật ra mình chỉ thuộc đúng một bài rap hồi đó giờ, từ lúc nhỏ tới giờ thôi á. Có nghĩa là mọi người biết bài Con Số 3 của LK không? Nói chung là bài Con Số 3, nói chung là các bạn yêu thích rap, các bạn yêu thích hip hop, các bạn sẽ biết bài đó. Thì SC nếu mà được thì SC muốn hợp tác với anh LK, là một anh rất là lớn và cũng là một cái thần tượng rap của SC hồi xưa, cho nên là SC rất là muốn được hợp tác với anh. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng đã nắm bắt được một trong những hình như là hơi bị nhiều đó sản phẩm mới, ví dụ như là có nhiều hơn một thành viên của 365 trong một sản phẩm sắp tới. Ôi chết rồi. Không nói tiết lộ quá nhiều. Không sao đâu, tiết lộ thôi mà, chứ có bật mí hết đâu mà sợ. Hôm nay chương trình này hơi lời. Rồi, với thêm nữa là những dự án mà ST khẳng định luôn là phải ra liên quan đến rap, và chúng ta cũng sẽ chờ đợi sớm hơn thôi nhé. Rồi, với một trong những cái điều mà quay trở lại với MV Phí Bá Ngoan, gần như MV trong thời buổi này hiện tại bây giờ người ta so sánh, người ta cân đong đo đếm bởi lượt xem, lượt view ở trên YouTube. Thật ra phải là top 1 hoặc là ở vị trí thứ 2 top trending thì mới là những MV thực sự hit, thực sự hot. Đó có phải là một áp lực lớn không? Và ST có dựa vào đó để làm một trong những cái thước đo cho sản phẩm của mình? Thật ra trong cái bài Phía Bên Ngoài ST cũng nói về cái chuyện này rồi. Là tất cả mọi thứ mình chạy theo những cái mục tiêu, những cái định kiến của xã hội, cũng như là mọi người hay nói là phải vô top 1, top 2 để top trending thì mới được là một bài bài hit. Thì ST nghĩ là điều này nó cũng cũng khó có thể nói được, bởi vì thực ra là ở một cái dòng nhạc sẽ có những người đam mê âm nhạc cũng như là những người đối tượng âm nhạc khác nhau. Và em suy nghĩ rằng là quan trọng là cái chuyện mà lúc mà mình làm á, mình có cảm thấy hạnh phúc và mình có cảm thấy happy và mình có cảm thấy thỏa mãn cái điều đó hay không. Thì khi mà SC ra sản phẩm Phía Bên Ngoài thì cảm thấy là mình làm được điều đó, mình thỏa mãn được điều đó, thì SC thấy là mình hạnh phúc là đủ rồi. Còn cái chuyện là khán giả đón nhận như thế nào, bởi vì một cái sản phẩm âm nhạc nó có rất là nhiều thứ để có thể thiên thời địa lợi nhân hòa, rất là nhiều thứ để mà có thể nói được là cái sản phẩm đó như thế nào. Cho nên là có rất là nhiều anh chị em MC cũng đã chia sẻ điều này rồi, thì MC thấy là những cái điều đó rất là đúng, và không nhất thiết phải là vào top trending thì mới là một ca khúc hit, mà quan trọng rằng là khán giả, những người yêu thương mình, người ta thấy được cái sự tiến bộ của mình qua mỗi sản phẩm. Vậy thì đối với ST, trending có một cái ý nghĩa như thế nào? Trending có, đối với ST là trending nó giống như là một cái sự quan tâm nhiều của người khán giả đến với những cái điều đó thôi. Và thật ra thì ai cũng mong muốn là có sự quan tâm cả, chứ không phải là không, đúng không? Nhưng đó cũng không phải là thước đo duy nhất để có thể đánh giá được là sản phẩm đó có giá trị hoặc là được mọi người khen ngợi hoặc là chất lượng hay không. Bởi vì nó đến từ sự cấu thành của nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố đầu tiên đó là sự đầu tư công phu. MV Phía Bên Ngoài ngốn bao nhiêu tiền của ST rồi? Hôm bữa có người hỏi ST là MV của SC có phải là đầu tư 3 tỷ không? SC đã trả lời là thực ra là SC, cái MV của SC đã được đầu tư 3 tỷ. 3 tỷ ở đây là ba người chị của SC đó, là có chị Võ Hoàng Yến, là chị là cô Minh Hiếu nè, rồi Tùng Bi cũng lớn. ST là 3 tỷ là trong là ba người đó đó. Chứ còn bây giờ không muốn trả lời. Còn số tiền thì là mọi người thật ra là tất cả mọi thứ bây giờ đều phải bỏ ra bằng tiền, nhưng mà tiền không phải là tất cả.